Thời tiết giao mùa chính là cơ hội tốt nhất cho các vi khuẩn virus xâm nhập vào cơ thể của trẻ nhỏ để dễ gây bệnh. Đặc biệt là tình trạng ho có đờm kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của trẻ nhỏ. Để giúp mẹ khắc phục tình trạng này cho bé, hãy cùng theo dõi video này để tìm hiểu các cách để giúp trị ho có đờm ở trẻ nhỏ trong thời tiết giao mùa hiệu quả nhất. Ho có đờm ở trẻ nhỏ là gì? Ho có đờm là một hiện tượng xảy ra khi mà ho kèm theo chứa các dịch ở đường hô hấp như dịch khí quản, phế nang, gây cản trở đường hô hấp, chúng được gọi là đờm. Và trẻ em cần phải ho để tống các chất dịch đó ra bên ngoài mới cảm thấy dễ chịu được. Như vậy có thể thấy ho là một phản xạ sinh lý có lợi của cơ thể để làm giảm bớt khó chịu cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nếu trẻ ho liên tục có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé, hay dẫn tới các bệnh lý về đường hô hấp khác. Nguyên nhân của ho có đờm ở trẻ nhỏ có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến ho có đờm ở trẻ nhỏ. Thông thường đó sẽ do dự tăng tiết chất nhầy ở trong cổ họng làm cho họng trẻ cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu làm cản trở đường hô hấp của cơ thể. Khi mà lượng chất đờm tăng quá nhanh và quá mức, thì cơ thể có phản xạ ho để đẩy các chất đó ra khỏi cơ thể cho thông thoáng. Và một trong những nguyên nhân có thể làm tăng lượng chất nhầy trong đường hô hấp có thể là do thời tiết giao mùa hoặc sự thay đổi đột ngột của thời tiết từ nóng sang lạnh. Do trẻ bị nhiễm các virus gây ho có đờm ở đường hô hấp. Trẻ có thể mắc các dị ứng bẩm sinh với nước hoa hay khói bụi. Trẻ bị hít phải khói thuốc lá trong thời gian dài. Triệu chứng có thể nhận biết sớm để tìm cách trị ho có đờm ở trẻ nhỏ sớm như Trẻ bị ho lâu ngày không thấy khỏi. Ho kèm theo đó mà mặt tím tái và cảm thấy ngạt khí. Trẻ ho kèm theo sốt và nôn chớ. Ho có đờm khi mà áp sát tai vào ngực bé có thể nghe được các tiếng rên rít. Cách trị ho có đờm ở trẻ nhỏ ngay tại nhà. Ngay khi trẻ có những dấu hiệu của việc ho có đờm, mẹ có thể áp dụng ngay các cách đơn giản sau đây để trị ho có đờm cho trẻ. Trưng quất với đường phèn. Quả quất theo phương thuốc cổ truyền cho rằng đó là loại quả có vị chua, mùi thơm và có tác dụng giải uất tiêu đờm trị ho, giải rượu, thông phổi rất là tốt. Thêm vào đó một chút đường phèn có thể làm giảm bớt vị chua quả quất cho bé dễ uống. Cách làm quất trưng đường phèn trị ho có đờm ở trẻ nhỏ như sau. Chuẩn bị 500g quất tươi và 200 gram đường phèn. Có thể thêm chút mật ong nếu thích vì mật ong cũng có tác dụng chữa ho rất là tốt. Rửa sạch quất và cắt đôi ra cho vào cái bát. Đem bỏ đường phèn vào bát rồi hấp ở trong nồi cơm khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó mẹ đem ra để nguội cho bé sử dụng. Dùng cả nước lẫn cái. Ngày cho bé dùng 2 đến 3 lần mỗi lần một thìa cà phê là đủ và nên cho bé dùng sau bữa ăn. Lá húng chanh trị ho có đờm cho trẻ. Húng chanh được coi là có tính ấm. Vì vậy nó thường được sử dụng trong cách trị ho có đờm ở trẻ nhỏ. Hay trong các trường ho ho do cảm cúm, ho gà, khan tiếng, ho do sốt phong hàn. Cách dùng lá húng chanh trị ho có đờm cho trẻ nhỏ như sau. Chuẩn bị khoảng 15 cái lá húng chanh tươi và 4 quả quất xanh cùng một chút đường phèn. Rửa sạch lá húng chanh và quất. Cắt quả quất làm đôi và lá húng chanh cũng cắt nhỏ, cho vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn lá và bỏ đường phèn và chén đem hấp cách thủy khoảng 20 phút. Cho bé uống một ngày một đến hai lần đến khi bé ngừng ho mới dừng lại. Mỗi lần cho bé uống một thìa cà phê. Dùng củ nén hay hành tăm để chữa ho có đờm cho trẻ nhỏ. Củ nén trong thành phần có chứa nhiều tinh dầu và các vitamin như A, B, C cho nên nó có nhiều tác dụng kiện tỳ, hỗ trợ đường tiêu hóa và thường được dùng sát khuẩn đường hô hấp. Cho nên dùng củ nén trị đờm cho trẻ là cách mẹ có thể áp dụng. Cách dùng củ nén được chế biến như sau. Chuẩn bị 15 củ nén và một chút đường phèn và mật ong. Bóc vỏ củ nén và làm sạch cắt đôi. Chú ý do củ nén có mùi hăng nên mẹ không nên đập dập gây khó chịu quá mức khi trẻ sử dụng. Cho khoảng 2 thìa mật ong và vài viên đường phèn vào chén đựng củ nén đã cắt đôi rồi đem đi hấp cách thủy khoảng 15 phút. Để nguội rồi chắt cả nước lẫn cái cho bé uống 3 đến 4 lần trên ngày mỗi lần một thìa cà phê. Nếu mẹ cho bé kiên trì sử dụng khoảng một tuần sẽ giúp bé tiêu hết đờm và hết ho một cách nhanh chóng. Cách trị ho có đờm cho trẻ nhỏ bằng lá hẹ. Lá hẹ có tác dụng hỗ trợ thận ôn chung, giải độc và đặc biệt tiêu đờm trong trị ho hiệu quả. Do thành phần của lá hẹ có chứa các chất kháng sinh tự nhiên để giúp điều trị tiêu đờm. Vì vậy mẹ dùng lá hẹ trị ho có đờm ở trẻ nhỏ như sau. Chuẩn bị 6 đến 9 lá hẹ tươi và một ít đường phèn. Rửa sạch lá hẹ cho vào chén và cho đường phèn vào. Hấp cách thủy khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó đem lọc bỏ phần bã lấy nước cho bé uống. Mỗi ngày uống 2 lần và mỗi lần khoảng 2 đến 3 thìa cà phê. Hoặc mẹ có thể dùng lá hẹ dán với trứng làm món ăn cho bé ăn khi bé đang bị ho. Cách trị ho có đờm ở trẻ nhỏ bằng rau diếp cá kết hợp nước vo gạo. Rau diếp cá dầu vitamin C có tác dụng kháng khuẩn rất là tốt và có vị cay với tính hàn. Khi kết hợp với nước vo gạo sẽ thành một bài thuốc dân gian trị ho có đờm rất là hiệu quả. Cách dùng Chuẩn bị từ 5 đến 10 lá diếp cá và một bát nước vo gạo. Đem dã nhuyễn lá diếp cá rồi trộn với chén nước vo gạo. Đun sôi trên lửa nhỏ khoảng 20 phút rồi tắt bếp. Lọc lấy nước để nguội và cho trẻ sử dụng chú ý cho trẻ uống sau ăn một giờ để đảm bảo mang đến tác dụng tốt nhất. Đặc biệt khi dùng bài thuốc này mẹ cũng cần cho trẻ kiêng các đồ ăn gây tanh như cá, cua, tôm hay gà. Chăm sóc trẻ bị ho có đờm tại nhà. Bên cạnh các bài thuốc trị ho có đờm ở trẻ nhỏ tại nhà như trên mẹ cũng cần có những cách chăm sóc cho trẻ thích hợp như Dùng hơi ấm trong phòng tắm khi tắm cho trẻ. Hãy để vòi nước nóng chảy một lúc để tạo ra hơi ấm nóng rồi mới đưa bé vào tắm. Với phương pháp làm ấm và làm ẩm không khí này sẽ giúp cho dừng việc sản sinh và các chất nhầy bên trong mũi do các niêm mạc mũi bị kích thích ngừng hoạt động. Bên cạnh đó mẹ cũng không quên vệ sinh mũi cho trẻ thường xuyên. Đây là một cách giúp bé có thể tiêu được đờm nhanh chóng, giảm được tình trạng chất nhầy làm nghẹt mũi ảnh hưởng đến đường thở của bé. Ngoài ra, hãy tăng đề kháng cho trẻ bằng Infovit. Trẻ bị ho có đờm phần nhiều là do vi khuẩn xâm nhập Do vậy, trang bị một hệ miễn dịch tốt là cách mẹ giúp cho trẻ không bị ho dai dẳng nữa. Khi đó, mẹ có thể tìm đến sự giúp đỡ của dòng sản phẩm Infovit. Với sự đa dạng các loại vitamin và các khoáng chất như lysine, beta-glucan, sắt, kẽm, canxi, sản phẩm hỗ trợ rất tốt trong việc củng cố hệ miễn dịch. Ngoài ra, Infovit còn có chiết xuất từ tảo xoắn, cao nấm linh chi và các chất đạm cần thiết khác. Mỗi ngày một đến hai viên Infovit sẽ giúp bé khỏe mạnh hơn, tràn trề năng lượng. Từ đó trẻ sẽ hoạt bát và ít ốm vặt hơn. Hy vọng qua những thông tin mà tôi đã cung cấp ở trên có thể giúp các mẹ có những cách chăm sóc cho trẻ khi bị ho có đờm một cách hiệu quả. Mẹ đừng quên quan sát ngay khi thấy những biểu hiện bất thường ở trẻ nhỏ để có những cách điều trị và xử lý kịp thời nhất. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo